An Sĩ Toàn Thư. Tập 2. Khuyên người bỏ sự giết hại. Nguyên tác Hán văn. Vạn Thiện Tiên Tư. Tác giả Chu An Sĩ. Việt dịch và chú giải Nguyễn Minh Tiến. Nhà xuất bản Tôn Giáo. Diễn đọc Trường Tân. Lời nói đầu. Giáo huấn của các bậc thánh nhân tuy nói rằng đại thể đều như nhau, nhưng Pháp Phật quả thật vượt trội hơn hết. Không cần phải xét đến ý nghĩa sâu xa uyên áo, chỉ ngay nơi việc Đức Phật chế định giới không giết hại, đã có thể khẳng định chắc chắn Ngài là bậc thánh của các vị thánh, không ai có thể sánh kịp. Đã là con người thì dù sáng suốt hay ngu muội, ai ai cũng xem việc bị giết hại là nỗi khổ lớn nhất, mà được duy trì sự sống là ân đức lớn nhất. Cho nên, luận về tội ác nặng nhẹ thì không gì hơn tội giết hại, mà phước báo lớn nhất thì không gì hơn ngăn cản việc giết hại. Hết thảy loài vật đều tham sống sợ chết, tìm chỗ an ổn, tránh chỗ nguy hại, so với tâm lý con người không khác. Thế mà những từ ngữ nói đến sự giết hại loài vật để phục vụ việc ăn uống lại thấy lẫn lộn dẫy đầy trong kinh thư, sách truyện của Nho gia, khiến người ta xem mãi cũng thành quen, rồi cho là việc đương nhiên phải vậy. Nếu không có bậc đại hùng trủ lòng thương xót chúng sinh mà trước tiên chế định giới cấm, thống thiết trăng dậy, thì đâu có ai biết đến ý nghĩa hết thảy chúng sinh đều sẵn tánh linh, hết thảy vạn vật đều đồng tánh thể. Nay các nhà nho cũng nói đến việc thương yêu loài vật, nhưng tôi không hiểu nổi những việc như cắt xẻ, băm vằm, sao có thể nói là thương yêu được. Sách Nho dạy rằng, chặt một cái cây, giết một con thú mà không đúng lúc, ấy là bất hiếu. Nhưng họ thật không biết rằng hòa khí an ổn vẫn luôn tồn tại, vốn trong vũ trụ này không có bất kỳ thời điểm nào thích hợp cho việc giết hại cả. Mỗi khi có nạn hạn hán, lụt lội, triều đình cũng biết cấm tuyệt sự giết mổ để mong cảm động lòng trời. Nhưng lúc bình thường lại buông thả khích lệ sự giết chóc, xâm hại hòa khí của đất trời, gieo mầm tai ương. Cứ để yên như thế mà chẳng nói gì đến, tôi thật không biết phải hiểu điều ấy như thế nào. Trong kinh dạy rằng, bậc chuyển luân thánh vương một khi xuất hiện ở thế gian, lập tức truyền lệnh khắp nơi, dứt trừ việc giết hại, khiến cho nhân dân trong cõi nước đều được hưởng phước báu an vui. Tuổi thọ lâu dài, thậm chí không bao giờ nghe đến những từ ngữ như chiến tranh, đói khổ. Chúng ta không may sinh vào thời uế trược, đạo đức thế gian ngày càng suy thoái, các bậc tiên thánh nhìn thấy khuynh hướng giết hại sinh linh đã quá nặng nề, thật khó thay đổi, nên vạn bất đắc dĩ mới dạy rằng không nên giết hại quá nhiều. Nhưng rồi những lời ấy truyền lại qua sách vở, không khỏi bị những kẻ phàm tục tham ăn háo uống dựa vào đó để thỏa mãn lòng ham muốn, tự cho rằng nếu giết hại không quá nhiều thì có thể chấp nhận được. Nói ra thật khiến người ta không sao kìm được sự thương xót bi ai. Bạn tôi là tiên sinh Chu An Sĩ, thương xót cho đời nên viết ra sách này để thức tỉnh lương tâm mọi người, mong làm thay đổi khuynh hướng giết hại từ lâu nay. Tiên sinh biên soạn sách này, sưu tầm chọn lọc, giải thích rõ ràng, tâm thành trải bày trọn vẹn, công phu khó nhọc muôn phần, lại nêu những điều thấy biết xưa nay ở khắp chốn gần xa, dùng để phá bỏ những thuyết cổ hủ cố chấp của Nho gia, chỉ mong người đời xem qua liền tức thời tỉnh giấc mộng dài, căn bệnh trầm kha lập tức được trị dứt. Quả thật, sách này có thể xem như một tòa quang minh chói sáng giữa thế giới tham lam tàn độc ngày nay. Người cùng chí hướng
nên khuyến khích nhau khắc bản sách này, in ấn lưu truyền. Luôn nhớ nghĩ đến việc không giết hại là giới cấm đầu tiên trong các giới, mà lòng nhân từ là căn bản của mọi điều lành. Đó là những điều các bậc thánh hiền đã thương xót dạy bảo rõ ràng, nên lấy tên sách là Vạn Thiện Tiên Tư, có nghĩa là nền tảng trước tiên của vạn điều lành. Nên biết rằng, sách này hiện diện ở nơi nào, ắt sẽ được vô số các vị hiền thánh dùng chánh định từ bi mà hộ trì. Chư thiên quỷ thần đều cung kính vây quanh, dùng các loại hương hoa rải xuống nơi ấy để cúng dường. Người đồng hương, học nhân ở Ngũ Vân, Trương Lập Liêm, Hiệu Băng Am, Kính Đề. Nam mô A Di Đà Phật.
mong.